Xin chào tất cả mọi người, bạn là Brief Roman và hôm nay tôi sẽ cho bạn biết về bộ phim Thạch Cao. Ở phần đầu của bộ phim, chúng tôi được cho xem căn hộ của cô gái nơi điện thoại của cô ấy đổ chuông, nhưng cô ấy không thể trả lời vì cô ấy cắt bàn chải của mình. Bật tin nhắn, sau đó cô nghe thấy giọng nói của người yêu của cô nói rằng bạn trai của cô đến làm việc với anh ta và hỏi những gì họ đã có. Giày giò thức ăn và phát hiện ra dấu vết của máu từ bàn tay bị thương, cô cố gắng để loại bỏ các vết bẩn, nhưng chỉ làm cho nó tồi tệ hơn và smear tất cả mọi thứ trên thảm. Cô muốn treo một bức tranh, nhưng cố gắng để búa một móng tay, cô phá vỡ thông qua các bức tường và thấy rằng có một căn phòng phía sau nó. Cô nghe thấy tiếng chuông cửa, nhưng không thể tiếp cận bởi vì cô có một nỗi sợ hãi của không gian mở. Cô ngồi gần cửa và quyết định mở cửa và nhận thứ tự mà chuyển phát nhanh để lại. Sau đó, cô viết một tin nhắn cho chủ sở hữu của ngôi nhà và nói về căn phòng phía sau bức tường. Cô yêu cầu để hiển thị các kế hoạch của ngôi nhà bởi vì không có gì phía sau bức tường. Trước khi đi ngủ, cô nhìn vào bức tường mà không rời mắt. Ngay khi nhắm mắt, bức tường ngay lập tức di chuyển và cô ngay lập tức thức dậy vào buổi sáng. Cô liên lạc với bác sĩ chuyên khoa của mình, người nói rằng cô ấy cần phải ra khỏi nhà và ghé thăm văn phòng. Trong cuộc trò chuyện, cô bắt đầu ho và nói rằng cô bị cảm lạnh. Theo bác sĩ, đây là một lý do tuyệt vời để rời khỏi nhà cho thuốc. Cô hứa sẽ đi ra ngoài để uống thuốc. Ông mặc quần áo và bắt đầu ho, nhưng ngay lập tức nghe ho trong lỗ phía sau bức tường. Cô thay đổi suy nghĩ của mình về việc đi ra ngoài và bật một thiền định trên YouTube, nơi người dẫn chương trình yêu cầu tưởng tượng một nơi yên tĩnh với một ngai vàng, ngồi trên đó cô gái sẽ có được sức mạnh. Thiền bị gián đoạn bởi chuông cửa, đó là một chuyển phát nhanh với một đơn đặt hàng từ các hiệu thuốc. Cô đi vào lỗ và nhận thấy tóc trên đó. Cô đi ngủ, vào ban đêm cô thức dậy vì những âm thanh từ lỗ và nhìn anh. Cô tiếp cận và một cái gì đó tương tự như một lưỡi lớn xuất hiện từ lỗ. Cô thức dậy đột ngột và nghĩ rằng đó là một giấc mơ. Chuông cửa nhẫn, bạn trai của cô đã đến và muốn nói chuyện với cô ấy, nhưng cô ấy không mở và ẩn vào tường. Anh nhìn vào cửa sổ và dán một ghi chú vào nó nói rằng cô sẽ không bỏ qua anh mãi mãi. Cô gọi cảnh sát và viết một tuyên bố chống lại anh ta. Cảnh sát nói với cô ấy rằng một camera giám sát nên được cài đặt để bảo mật. Và cô ấy đặt nó lên. Ho của cô là nhận được mạnh mẽ hơn và mạnh mẽ hơn, Shizuo không còn giúp cô. Trước khi đi ngủ, cô nhận được một tin nhắn SMS từ chủ sở hữu của ngôi nhà và ông nói rằng không có chỗ ở đó, nhưng có lẽ các cư dân trong quá khứ của ngôi nhà đã làm điều đó và không cảnh báo. Cô đóng cửa phòng ngủ và đi ngủ. Cô ngủ thiếp đi và thức dậy với một âm thanh kỳ lạ từ các bức tường với một lỗ. Cô bước vào một chiếc răng người và bắt đầu đếm của riêng mình. Tại thời điểm này, âm thanh đến từ phía sau bức tường và cô ẩn trong phòng ngủ. Cô mở máy tính xách tay của mình và nhìn vào bản ghi từ máy ảnh và thấy rằng cô ấy tiếp cận lỗ và kéo ra tay chân của mình và đẩy chúng vào lỗ. Cô muốn trốn thoát nhưng vì nỗi ám ảnh của mình, cô không thể đi ra ngoài và cô nhặt một cái búa tạ và phá vỡ thông qua các bức tường. Đằng sau bức tường, cô chỉ nhìn thấy bóng tối và một ngai vàng đứng và gọi cô. Cô ngồi trên nó thư giãn. Ngai vàng bắt đầu để lấy cô ấy và cô phá vỡ miễn phí, mất một cái búa tạ và tấn công vào anh ta. Cô mở mắt ra và thấy rằng cô đã phá vỡ thông qua các bức tường trong nhà và nhấn xe của mình thay vì ngai vàng. Điều này làm cho nó rõ ràng với chúng ta rằng cô đã chinh phục nỗi ám ảnh của mình và bây giờ là miễn phí. Và đó là nó, đây là một kể lại bật ra. Làm thế nào để bạn thích nó? Đăng ký kênh và thích nó. Tạm biệt mọi người.